Hello tất cả mọi người nha, mình là Busegu đây. Hiện tại á là mình cũng đang có mặt tại server Việt Nam nha, để cùng anh em tiếp tục cái series á, đó chính là URF 2024. Và vị tướng hôm nay của mình đang chơi, đó chính là con rắc này nha mọi người. Tôi né nhẹ luôn á chứ, cái gì đây? Quay là gõ luôn anh em ơi. Một gõ nè, hội hơn nửa cây. Ố, kéo trúng kìa, và đó là một mạng về túi liền anh em ơi. Let's go. Và mình cũng đang muốn làm một cái build đồ, mọi người đưa ra cầu cho mình làm cũng rất là nhiều luôn rồi. Đó chính là rắc full phép tại chế độ URF nha. Bản ngọc hôm nay của mình đang mang á, đó chính là thu thập linh hồn nha mọi người. Bản ngọc sóc đang cực kỳ phê luôn khi mà kết hợp đi chung với rắc full phép ha. Ok, farm nốt nè. Ôi, ảo ơi, đổi chỗ luôn kìa anh em. Chơi luôn, nãy sơ. Ồ, kéo trúng rồi, gần như là end game. Kéo trúng thì gần như là end game anh em ơi, let's go. Ăn cái lốc giáp trụ luôn. Lúc đầu game giáp trụ này nhiều tiền lắm anh em ơi, ăn được càng nhiều là càng tốt thôi. Hai lớp luôn á chứ, thôi về, hết máu rồi. Ồ, level 6 rồi nè, chơi được anh em ơi. Level 6 chơi được nha. Ai kéo hụt rồi, bỏ. Ê, cho nó kéo trúng không? Cho nó kéo nha mọi người, chơi luôn á. Này chơi nè, rồi. Sốc đáp. Ây da, thằng cai sao nó ra kịp lúc qua này mới, xui chưa. Ở củ thiên trẻ địa luôn á chứ. Vừa mới ăn được hai mạng xong anh em ơi, bây giờ trẻ là hết luôn rồi. Raymond đi găng top hả? Ok, găng khá là thành công nha. Blitz thì còn khá là thấp máu. Và team bạn Kai'Sa thì lên full dam. Mà Kai'Sa full dam gặp với con Raymond gọi là full tăng như thế này cũng hơi mệt đấy. Băng trụ luôn không? Ok, băng được anh em ơi, đẩy quá vô lẹ. Vô nè. Đừng tưởng đứng trong chỗ là an toàn. Ê, nào ra kìa, kéo. Ôi, trúng kìa, ảo ơi. Ôi ơi, ha. Ê, băng được anh em ơi. Hết quái à. Cái xe lên đây mới dọn quá nhanh khiếp anh em ơi. Đẩy tiếp nè. Trời ơi, kéo trúng nữa. Nó là hai mạng về túi luôn. Ơ, lúc nè. Ở đâu ra vậy? À đây. Ồ, nữa nè. Ok. Triple kill luôn nè mọi người. Cái gì đây? Qua ra luôn không? Thôi, về đi mời. Ok. Chạy về lẹ. Ơi, nó nè. Trời ơi, Blitz không né rồi. Ok. Ui ôi, lúc nó chối ảo thế nhờ, chịu luôn anh em. Đâu rồi, đây rồi anh em ơi. Nanh Nazo cũng như là song kiếm tay ương nha. Đây là combo trang bị phép gọi là bắt buộc phải có luôn á. Khi mà cho con rắc này full nếp nha mọi người. Nó vừa có tóc đánh nè, có sóc đam nè, có phép nè, có tất cả mọi thứ luôn anh em ơi. Mà con rắc full nếp này nó nên có nha. Tóc đánh phép đều có hơn. Và cái quan trọng nhất á là nó có thủy kiếm. Ơi. Cái gì đây? Ơi. Đúng là trong chế độ URF này mọi người xanh quá, cũng đừng có ngáo nha. Bay thật sự là hơi cao và đó là một mạng cho team bạn luôn rồi. Một pha out play hay chăng đây? Kéo lại. Boom. Ui. Ui. Ảo vậy? Ôi. Anh em ơi, mình nghĩ là mình nên lên luôn cái giày thủy ngân đi, tại vì team bạn có Luke nè, có Blitz Run nè, rồi có cả Malphite nha. Một đống hiệu ứng khống chế luôn á. À, tóc biến rồi. Xin cái mạng luôn. Và nếu như mọi người có bất kỳ một yêu cầu, thử thách hoặc là ý tưởng gì muốn mình làm thêm á, thì nên mới đừng quên bình luận ngay cho mình ở phía dưới nha. Trời, Mafai 70 hả? Rally. Ồ, vừa mới nói luôn rồi, chết luôn rồi. Ơi, băng trụ được nha. Bây giờ là một combo thôi là bay màu nha mọi người. Đây. Mọi người nhìn nè. Một combo, chỗ nó chạy kìa. Ê, thằng nào kìa, ai vậy, lúc hả, thằng lúc trước, thằng này lúc. Rồi, hai mạng về túi liền anh em, let's go. Găng một lăng sau lưng nữa kìa anh em. Chơi luôn á, lạc đường các bạn. Lạc đường à, ây da, nó chạy nhanh vậy. Ơ, băng luôn hả, gì gớm vậy. Ê, đông vậy. Ê, tính ra là team bạn 5 đứa trên top luôn á anh em, chịu á. 5 đứa ở trên top và quá đa phát. Từ Mafai, Găng Bờ Lăng, Lúc, Blitz Cờ Răng và cái Kai'Sa luôn mọi người, 5 đứa. Thế thì quá đông rồi.
Mình đang phân vân không biết nên lên mũ trước hay là nên lên cái đồng hồ cát trước nè. Lên mũ á, thì sẽ có một cái lượng đam thật sự rất là khủng bố luôn á. Còn lên đồng hồ cát á, nó sẽ giúp cho mình sống sót được khi mà bay vào. Nhưng mà tại chế độ URF này thì ngại bố con nào anh em ơi. Dân chơi sợ gì mưa rơi cứ thấy là quất thôi, chết thì thôi bỏ nha mọi người ơi. Vô nè, vô nè. Rồi. Bum, và đó là bay màu. Cái sai hả? Bum, và đó là bay màu. Ê, ê, ê. Mình còn nhiều máu đây, còn lúc nó chó mình cái chút cút luôn anh em ơi. Rồi kéo hụt hả? Có tôi nè, có tôi nè, có tôi. Ok. Này luôn, này luôn. Trời ơi, đẻ này mùi. Dắt lên full dam thì nó đã quá là xưa rồi. Bây giờ dắt lên full phép á, nó mới đã nha. Mới về nhà mua đồ xong đi ra combat lại. Và đó là 2.000 tiền luôn hả? Cái mũ này lên chưa bao giờ là nhanh đến như vậy luôn mọi người ơi. Trong vòng chưa đầy 30 giây là có cái mũ rồi. Chạy rồi nhưng mà rượt được. Có Blitz, có Raymond, có đông vậy, đông vậy. Chơi. Ui. Con lúc này nó gớm gì. Ê, đang lên. Nhưng mà tôi hết máu rồi được không ta? Ok. Cái lúc mà tôi bay vào á, cái thằng Blitz nó chỉ cần rờ một cái thôi mọi người là mình bay màu ngay vào luôn á. Rồi về nhà mua đồ cái. Đây là một cái mảnh đồng hồ cát nhỏ nhỏ thôi nhưng mà vẫn xài được nha mọi người. Thằng lúc nàng lúc nàng lúc nè. Đấy, nó chó chuẩn cái gì ta? Ai what the fuck? Chó ghê vậy. Chó ghê vậy, chó ghê vậy. Thà nó chó mình, nó không chó, nó chó một lít tên em ơi. Khi mà hết chó thì thật sự nó lấy cái gì mà nó chạy nữa. Ê sau lưng, sau lưng. Ê, sau lưng. Ê. Đông vải trưởng ra ba đứa hay sao anh em ơi. Lúc đầu khi mình săn nó, bây giờ nó thấy mình săn quá nó săn lại mình rồi. Đó 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 đó, nữa đó, nữa đó, nữa đó. Rồi từ nãy cái rờ cái đã. Nó còn rờ anh em ơi, cái thằng Mafia này rất là xanh nha, rất là xanh. Đó, tôi biết ngay mà. Tôi biết ngay mà. Let's go. Tuyệt vời anh em ơi. Vừa đủ đam cũng như là vừa đủ máu. Cái thằng Ma Phan này xanh lắm anh em ơi. Phải né nó liền luôn á. Ui, và đó là 5 món trang bị lớn rồi. Nó mà tính luôn cả cái giày nha. Ở phút thứ 11 á. Là một cái tốc độ lên level nhanh phải đói. Lên tốc độ lên trang bị lên level thật sự là ác quỷ luôn. Cái xe ở dưới boss luôn à. Làm biến chạy xuống như trời. Hơi xa anh em ơi nhưng mà bây giờ đợi tin bạn hồi sinh thì biết đến chừng nào. Ôi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Chạy đấu. Ok. Wi-Fi này nữa. Còn bay vào nữa. Tôi bú luôn hai mạng luôn, gì nữa đâu anh em. Thà bạn không bay vào á, mình rượt mình còn tốn chút ít thời gian. Chứ bạn bay vào thẳng mặt luôn cúng mạng cho mình thì cảm ơn bạn rất là nhiều. Và đó là 29 số linh hồn rồi ở ngay phút thứ 11 nha mọi người. What the fuck? Là cái thằng lúc này nữa đây mới không để ý luôn á. Đang tép lên mua đồ. Ra chờ thôi em ơi. Ê đông này, đông này, đông này nha. Đông này nha, mít đông nè. Bốn đứa, năm đứa luôn hay sao á. Ôi, găng bà lăng nó rồi, nó chặn đường mình luôn mà. Ảo mai sô-cô-la. Một mạng. Gõ này luôn á, này luôn á anh em. Hai mạng, tốc biến chạy. Ôi, lúc này nó chó đúng tốc biến luôn hả? Chịu. Quân tử trả thù 10 năm là chưa muộn anh em ơi. Đây rồi tên bạn đó nha. Ba đứa luôn nè, ba đứa luôn nè. Đông là đông nè anh em ơi. Bom. Bom. Ui 700 vàng luôn hả? Xanh thế. Triple kill, let's go. Ăn rồng này, cả bàn mới pha đi anh em ơi. Lên nó chết nó hút mình phát cút luôn á. Thiệt. Gớm lắm. Ăn rồng đẻ hơn á. Ê, nào nè. À đây. À đây. Bạn găng bà lăng này, bạn tưởng bay ở trong đó là an toàn à, nhưng mà không ngờ là mình đang ăn rồng sát bên cạnh. Đâu ai biết được rằng anh em. Hiện tại là mình đang 890 phép rồi. 2.5 tốc đánh. Holy shit. Mình đang 6 món trang bị lớn rồi nha mọi người. Mình cũng đang muốn bán luôn cái giày á, để mình lên thêm được một cái món trang bị lớn nữa full phép. Chắc là lên được tầm ngàn phép đó. Ê, ai nói vậy, ai nói vậy. Rồi. Cảm ơn bạn lúc luôn nha. Bạn tưởng bay ở giữa mít là an toàn à? Tôi chờ nãy giờ.
Tôi chờ nãy giờ luôn á. Ok, 3.200 tiền rồi mọi người ơi. Bố chủ nha. Ê, 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 tao có chuối đây, từ 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 từ. Đang lên, đang lên, đang lên mà. Ê, thằng này em ơi. Tính ra cái thằng găng và lăng này là nó nghỉ chơi nó giờ tầm phút qua đi. Tội thật sự là như vậy. Găng và lăng này nãy nãy giờ ra là hai lần liên tục, mình cho về bạn đếm số tầm 50 giây cỡ cỡ đó đi em ơi, 50 giây hai lần, xong rồi chưa tính cái thời gian mà bạn ra bạn phân hóa ăn đường tí nữa, chưa được chơi game. Tội thiệt. Ăn luôn Baron mọi người, để ăn chi Baron đó, nó cho tiền nè và nó cho cả thêm phép và đam nha. Mà đang muốn lên là con dắt này lên hơn ngàn phép á. Ok, 970 phép rồi nha mọi người. Và nhà bán cái giày cái đã. Lên thêm một cái món trang bị nữa nha. Và đó là 1.160 phép. Uầy, đây là một cái lượng phép thật sự là vật lờ luôn á mọi người. Lên. Con nào chơi đó. Đúng rồi. Con nào chơi đó. Con nào chơi đó thôi. Sao sao con nào chơi đó này mời này luôn vô luôn vô luôn sao let's go cứ bay vô là bốc hơi nha. Ê bên té này mời bên té này mời ơi. What the fuck, hơn nửa cây máu đó mọi người. Ây da, găng và lăng nó trả thù mình rồi anh em. Hơn nửa cây máu tôi bay về một phát mất tiêu luôn. Oh shit, mất luôn cái bên ta, hơi tiếc. Mình nghĩ tầm này á là ăn mạng xong rồi win game được luôn rồi đó mọi người ơi. Tại vì bây giờ hồi sinh lâu lắm rồi. Lúc này mà chạy đâu? Chạy đi đâu, let's go. Cả tôi nha IG ơi, tôi cứu cho. Nè, nè nè, bây giờ nó bắn đầu lắm rồi. Gõ một cái nè, gõ một cái. Rồi, rồi bạn như thế nào? Hồi nãy mình khinh thường nó một tí nè, mà mình tưởng nó là không có đam. Mình bay vào cái mấy cái thùng á này mà mình không có phá. Bây giờ rút kinh nghiệm liền, phá lên cái thùng. Nó bắn cái hơn nửa cây. Mà phải nè, còn ai nữa? Còn Blitz với lại là cây sai hả? Chờ tên bạn ra luôn anh em ơi. Chờ nó. Bay màu. Bên ta em ta. Lúc 11 giây, găng và lăng 20 giây thôi, không kịp anh em ơi. Ở win game luôn rồi cả. Và ok, GG tất cả mọi người nha và tạm biệt anh em. Bye bye.